Xin chào quý anh chị và các bạn, mình Hùng bên vật tư phân nhân.com, một công ty chuyên cung cấp các loại móc treo, cầm ống, cầm len, các loại trăm lóc. Hôm nay Hùng review để giới thiệu với anh chị và các bạn biết một loại hàng chất lượng rất là tốt, hiện tại nó đã bắt đầu sản xuất tại Việt Nam. Đó là cái loại cầm treo ống anh chị các bạn, cầm treo ống nha. Đây. Thì tại sao Hùng nói cái hàng rất là chất lượng mà nó đã sản xuất tại Việt Nam? Tại vì cái hàng này, hàng cầm treo này chất liệu của nó là hay là chất liệu của nó bằng sắt hoặc bằng inox thì công ty phân nhân đã bán rồi. Một số cái đơn vị người ta nhập khẩu từ Trung Quốc, từ Đài Loan, từ Malaysia, người ta đã nhập về và chúng tôi đã thương mại cái hàng này rất là lâu. Nhưng có một điều là cái hàng si kẽm á, nên chị các bạn hàng si 7 màu này, nhìn nó rất là dở, rất là mỏng manh. Đó. Rất là dở mỏng manh. Đây, cái hàng này là cái hàng của Nhật sản xuất đây. Thì có một điều như thế này, một công ty Nhật người ta qua bên Việt Nam, người ta làm công trình công nghiệp, công trình các nhà máy, các xí nghiệp đó, người ta tìm mua mấy cái loại cầm treo này nè, nhưng mà nó nhìn nó yếu ớt, đâm ra người ta thấy nó không sướng mắt, và người ta khi người ta lắp ráp vô thì bị bên chủ đầu tư họ chê yếu, và họ tìm mua một cái loại cầm này ở Việt Nam không có, đâm ra nhưng mà bên Nhật thì có, họ lại về bên Nhật và họ mang những cái máy móc thiết bị của họ qua đây họ làm luôn, thì họ bán luôn ở thị trường Việt Nam, và hiện tại là chúng tôi đã có sản phẩm của họ và họ đem chào hàng cho chúng tôi, nói chúng tôi là làm đại lý cung cấp lại cái hàng này. Thì từ cái ngóc ngách của cái hàng này nè, mình thấy nó rất là ổn anh chị các bạn. Đây, từ cái con bu lông này đó, con bu lông mình bắt vô này, xong rồi bắt đầu xuống dưới là có cái cầm này đó. Cái cầm này đó. Thì cái cầm này đây anh chị các bạn xem, thì cái cầm này hiện tại là phân nhân đang bán từ phi 21 này, 27 này, 34 này, 42, 49, 60, 76, 90, 114, 140, 168, 219 nha. Mấy cái ống công nghiệp nó đi bao nhiêu thì cái cầm hiện tại là phân nhân đang bán tới 219, thì cái cầm này hiện tại đang có sẵn trong kho và chúng tôi đang làm đại lý để cấp để hỗ trợ người ta thương mại. Anh chị các bạn xem nhìn nó rất là ok. Đó. Thực sự là cái mình bản thân mình cũng thích, rất là thích cái hàng chất lượng, nhưng mà thị trường bây giờ thì đơn giản là người tiêu dùng á, người ta chọn mua cái loại hàng gì mà người ta cảm thấy xài được là ổn rồi. Thông ra là người ta chọn cái sự tiết kiệm nó cao hơn cái giá trị sử dụng. Nhưng mà có một số công trình thì người ta có tiền nhiều, đâm ra người ta xài cái hàng người ta nhìn cho sướng mắt và thậm chí nó chắc chắn, tiền nào của nấy. Thì cái giá trị của cái hàng này thì nó rất là ok, cái chất lượng của nó rất là tốt, nước si của nó cũng rất là đẹp, và cái độ tinh tế cũng giống như là cái độ chắc chắn, độ dày cũng rất là ok. Thì cái đơn giá của nó cũng không cao hơn so với cái hàng thị trường bán đó anh chị các bạn, không cao hơn đâu, không cao hơn nhiều. Và cái hàng này chúng tôi cam kết rằng là có hàng anh chị các bạn yên tâm, muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Cái hàng này đã sản xuất ở Việt Nam nha, đã sản xuất ở Việt Nam. Rất mong quý anh chị và các bạn tin tưởng và ủng hộ phân nhân. Chúng tôi làm việc một cách nó rõ ràng, chắc chắn, kỹ càng. Anh chị các bạn yên tâm khi mua hàng chúng tôi. Công ty chúng tôi đã có lịch sử bán hàng lâu năm rồi. Những cái này, những cái chúng tôi review là những cái chúng tôi có thể làm được. Anh chị các bạn chỉ việc so sánh giá, chấp nhận giá và chúng tôi sẽ cấp hàng anh chị một cách cụ thể. Rất mong quý anh chị và các bạn tin tưởng và ủng hộ phân nhân. Xin liên hệ trực tiếp số điện thoại cầm tay 0915886916. Số này cũng là số Zalo, anh chị các bạn cứ kết nối Zalo, chúng tôi sẽ báo giá nhanh. Đồng thời cũng mong chị các bạn đăng ký kênh của phân nhân để khi chúng tôi review những cái loại hàng khác, anh chị và các bạn có thể biết thêm một cái loại hàng mới, mở mang thêm kiến thức về vật tư và có thể tạo cho phân nhân cái cơ hội được hợp tác những cái loại hàng khác cùng quý khách hàng anh chị em. Xin chào và hẹn gặp lại.